Yêu thì chưa tới, thương cũng chưa tới, là một nửa của nhau cũng không. Chúng ta là gì đây? Không được quan tâm, không được lo lắng, mà phải giấu tất cả ở trong con tim mà thôi. Tựa vào nhau cảm thấy bình yên, ở đây không thấy ưu phiền. Chuyện ngày mai anh bỏ ngoài tai em nhé. Nếu chọn sai hay đúng thì thôi, hãy cho anh sai một lần hoặc chúng ta xa thì mới thấy tương lai. Mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai, không rõ ràng và không sự lạc mất nhau. Bề ngoài ta giống như đôi tình nhân, sự thật phía sau chỉ là người dưng cả hai chấp nhận. Không ai hối hận trong câu chuyện này, không hứa hẹn trong mai sau, chẳng quan trọng trong bao lâu, không nghi ngờ, chỉ mong bây giờ hạnh phúc. Những câu lý lẽ trong tình yêu thường gọi chúng ta là kẻ bằng víu, ai cũng